cả ba trong các bạn này thì đi đâu ngoài chúng ta sẽ thực hiện thử thách chế bảo ok nha. Có một cái băng dính à, đấy người kéo bóng bóng có bóng chắc chắn rồi, có bóng không hoàn hảo đâu các bạn lọ. Những thứ này để làm gì thì các bạn hồi sau sẽ bị linh tinh linh thuyền đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách chế tạo bóng Pokemon. Đầu tiên mình sẽ có một cái bóng bay này. Đó, mình sẽ cắt nó. Cắt này nha. Đó. Mình sẽ úp vào cái này. Cũng đã khổ nhất thế này. Tĩnh tâm, thế là sẽ được. Lần này sẽ được, lần này sẽ được. Một, hai, ba, úp luôn. Ok. Cuộc cuối cùng mình đã úp được cái bóng ra rồi. Sẽ úp lại đây. Ông sẽ thế này nha bạn. Đừng bỏ, đừng rách mà. Đừng rách. Mình cảm giác nó hơi rách rách rồi các bạn. Rồi. Cắt. Thấy chưa? Các bạn thấy đôi phần nào giống bóng Pokemon chưa? Ai quy không? Đấy. Rất giống quả bóng Pokemon nhá. Bây giờ đấy, cửa sổ có trăng trắng, có trăng à, có trăng đen, có trăng trắng, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ lấy một cái trang này ra, lấy một cái trang này ra, cắt để làm gì? Bây giờ mình sẽ biết thế này không? Sao lại hình tròn nhỉ? Kè xíu khỏe phát ra sắc màu luôn. Bây giờ kéo cắt ấy cắt xong rồi, xong rồi cái hình tròn nào, đây chính là hình tròn, mình sẽ gắn vào đây nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái này. Bây giờ mình sẽ gắn đây nhá. Cắt. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây, gắn vào giữa. Đó. Đấy, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ gắn vào giữa đây. Có thể thật cảnh luôn. Đấy. Đấy nhá, thấy cái tròn chưa? Bây giờ mình sẽ thêm gắn thêm một lớp nữa. Rồi.
Chính bên đây. Cho nó chắc. Có một cục chất luôn. Đó, bây giờ thêm một lớp nữa là xong rồi. Khổ thực sự luôn các bạn ạ. Rồi thêm một lớp hình tròn nữa. Đấy, một hình tròn ném vào đây là xong một quả Pokemon luôn các bạn. Bây giờ mình chỉ cần cái thứ gì ném vào đây. Cái kia ném vào đây. Chính vì đây. Xong Pokemon. Video của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe nhé.